theo thì hôm nay em Lê Hương lại về thêm được một mẫu xe CDX. CDX đời 2010 nhưng đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. Mà giá thì giật mình luôn các bác ạ, 245 triệu cho một siêu phẩm CDX số tự động bản Nhật Hàn, động cơ 1.6 nhé. Bác nào mà đang quan tâm về một mẫu xe trên 200 triệu mà số tự động, có cửa lock, đầy đủ đồ chơi, đề lỗ thông minh, phanh ABS và form dáng thể thao đẹp, thì nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. CDX 2010 đăng ký 2011 đây ạ. Với lớp sơn màu xanh thì cực kỳ mắt mắt này, rất là mát mắt luôn, nhìn cái màu xanh nó nhã nhặn này. Xanh ABS la răng 5 chấu thể thao, cực đẹp luôn. Biển 20, phía sau xe được trang bị cho em là 4 mắt cảm biến va chạm và lắp thêm lipo rồi. Cam lùi cũng có luôn các bác nhé. Biển hiệu của Daewoo này, các bác nhìn này, Daewoo Nacity CDX đây ạ. Đèn gầm phía sau, đèn hậu phía sau thiết kế to bản mà ăn hơi sơ một chút và khoang lắc cốp nhé. Biển này 18900. Tất cả những đường dập lỗ cho thân xe này cực kỳ sắc nét luôn. Phanh ABS đầy đủ cho em, một dàn lốp còn rất là dày dặn này. Và bây giờ thì em Hương xin mời toàn thể khách hàng cùng em Hương đi xem chi tiết một vòng về siêu phẩm CDX đây ạ. CDX số tự động bản Nhật Hàn. Đèn của em này là đèn halogen kết hợp với đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ cho em này. Một dàn lốp thì cực kỳ dày, lốp Hàn Quốc các bác nhá. Phanh ABS chống bó cứng này, lạ ba răng 5 chấu này, gầm bệ sạch sẽ. Xin nhan tích hợp chân hông, đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 7 2023. Lẹp chân kính đầy đủ cho em rồi, ốp hết lẹp chân kính này, hai trên và dưới, trên và dưới rồi. Tay nắm cửa đây. Nội thất bên trong thì cực kỳ sạch sẽ luôn. Đây là một trong những cái dòng xe rất là ăn khách khi các bác mà quan tâm với cái tầm tiền trên 200. Cửa sổ trời đầy đủ này, màn hình giải trí, túi khí an toàn, vô lăng thiết kế ba chấu này, túi khí bên bắc tài và bộ túi khí bên hậu nhá, bên ghế phụ này. Điều hòa thì mát lạnh, các thanh gió điều hướng chỉnh điều hòa cực kỳ mát luôn. 4 quả lo to bản trang bị 4 cánh cửa này, tay nắm cửa ốp mạ chrome cao cấp sáng choang luôn. Keo chỉ zin toàn bộ 4 cánh cửa cho em. CDX nhá, ngoại hình đã xinh xắn rồi, đã khỏe mạnh thể thao rồi, nhưng nội thất bên trong vẫn còn rất là cứng cáp và cực kỳ sạch sẽ luôn. Một chút nữa sang bên bác tài em sẽ quay chi tiết cho mình về bên khu khoang lái này. Ở đây em sẽ quay chi tiết cho mình từng con ốc này. Từng con ốc nhỏ nhất cũng không hề có dấu hiệu bị vặn mở này. 245 triệu em vẫn còn thương lượng lọc lá thêm cho mình. Nếu như bác nào đang quan tâm về một mẫu xe 5 chỗ số tự động mà giá chỉ có trên 200 lại còn xe nhập Hàn thì quá là ok rồi. Chuẩn chỉ cho mình luôn, keo chỉ zin, cột kéo nguyên bản, không đâm xô và không ngập nước. Thảm bệ thì cực kỳ sạch sẽ luôn, ghế da vẫn còn rất là căng mọng luôn, không hề nhăn nheo hay sập sệ. Trần nỉ nguyên zin, có cửa sổ trời đầy đủ cho em, móc khóa hay là từng con ốc còn rất là đẹp nhá. Một dàn lốp dày dặn luôn. Phanh ABS chống bó cứng này, dàn bệ thì không hề bị mục mọt, cam kết luôn cho mình không mục mọt luôn nhá. Đó các bác nhìn này, khóa khiển này, khoang cốp này các bác chỉ cần mở khóa khiển thôi là nó sẽ tự động lẩy lên cho mình như thế này nhá. Khoang hành lý phía sau thì cực kỳ rộng rãi luôn, với thiết kế sedan hai đầu cực kỳ sạch sẽ này. Đó, rất là sạch sẽ luôn các bác nhé. Máng nước hai bên cũng không hề có dấu hiệu bị vặn mở hay đâm xô. Keo chỉ zin toàn bộ lắp cabo, thảm chống nóng giảm nhiệt hay những cái phần như đây. Lỗ thoát nước này, máng nước hai bên đây ạ. Phía sau xe còn có thêm cái móc để mình có thể để đồ treo lên đây các bác nhé. Có đi chợ hay gì có treo ở đây nó không bị bẩn ra sàn đâu ạ. Thảm bệ sạch sẽ ngon lành rồi. Thảm chống nóng giảm nhiệt, thiết kế bản sedan hai đầu, CDX số tự động. Phía sau xe trang bị hai mắt cảm biến và lắp thêm lipo đầy đủ cho em rồi. Đèn hậu cũng không hề bị mờ nước hay hấp hơi. Các bác nhìn này, đứng góc nghiêng như thế này, nếu như mà xe có khuyết điểm, có đâm, có xô thì nhìn một phát là ra ngay. Nhưng các bác này tự tin đứng phải góc nghiêng cho mình xem nhé. Gương kính thì cụp chỉnh auto, dùng khóa khiển cho em. Tất cả các khớp lối cũng cực kỳ là khít luôn. Một dàn lốp khá là dày dặn và đẹp luôn, Hàn Quốc xịn sò cho em. Tay nắm cửa, lẹp chân kính đầy đủ cho em rồi. Máy số thì cực chất luôn, đi xe CDX dòng này nó rất là khỏe luôn các bác ạ. Rất là khỏe luôn các bác nhé. Đây sẽ là bên trong khoang lái của xe này. Đời 2010 và đăng ký lăn bánh là 2011. Lên màn hình Android cỡ lớn này, màn hình Cova, cực kỳ xịn sò, điều hòa auto, sấy sưởi kính này, có luôn sấy sưởi ghế nhé. Làm ấm ghế và làm mát ghế hai vùng cho em. Có điều hòa mát lạnh hai vùng. Cần số phanh tay cực kỳ sắc nét luôn.
Đây, các bác nhìn này, quá là đẹp luôn. Vô lăng thiết kế 3 chấu bên ngoài, có bọc thêm một cái áo da thể thao như thế này. Áo da thể thao vô lăng này, có tăng giảm âm lượng trên vô lăng. Đây, logo của nhà Daewoo này. Đồng hồ cực kỳ sắc nét luôn, hiển thị các thông số ở đây. Khóa đây các bác này, khóa khiển này. Táp ly táp lô thì đẹp căng luôn. 4 quả loa to bản, trang bị 4 cánh cửa bao. Cam kết là không đâm xô và không ngập nước, nên các bác mua xe các bác cứ yên tâm này. Thảm này, cực kỳ sạch sẽ luôn. Ghế da cao cấp, từng con ốc nhỏ đẹp em cũng quay cho mình. Móc khóa sticker không hề bị bong chóc, hay là từng cái bấm đinh tán lên cánh cửa này. Đây là cánh cửa bên bác tài nhá, cũng không hề bị vặn mở, không hề bị mòn bóng nhá. Xe DX đời 2010, đăng ký 2011, 245 triệu cho những bác nào quan tâm. Đầy đủ cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí và túi khí an toàn. Còn đây sẽ là bên trong trái tim của chiếc xe, một trong những cái bộ phận mà các bác đi xem xe không thể bỏ qua đâu ạ. Nội thất bên trong của chiếc xe CDX đây ạ, số tự động đẹp bản nhập khẩu đây. Với nước sơn màu xanh, nội thất máy móc cực kỳ gọn gàng, sạch sẽ, sơn chi sạch đẹp rồi. Và máy số cực ngon, này các bác này, động cơ Ecotec này. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng này, máng nước hai bên cũng không đâm xô, không ngập nước. Từ những cái thanh ngang cũng vậy luôn nhá, từng con ốc nhỏ đẹp cho mình. Máng nước hai bên đây, ắc quy thì còn xanh nét như thế này, nước làm mát này. Các cái ốc mặt máy, ốc chân máy em sẽ quay kỹ để các bác có thể nhìn được chất lượng của xe. Qua video của em Hương gửi là các bác có thể đoán được phần nào, có thể hình dung được phần nào chất lượng của xe. Và xe có tình trạng xe như thế nào thì em cũng sẽ tả thực cho mình nhé. Thông số này của xe này, bản nhập Hàn này. Lắp cabo, các cái lốt cắt hay là các cái lốt bấm đinh tán thì còn nguyên cho em. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video cực kỳ chi tiết về chiếc xe CDX 2010, đăng ký lăn bánh là 2011, số tự động, bản nhập Hàn, đầy đủ đồ chơi hết rồi. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại hoặc kết nối qua Zalo 0354602790 để em Lê Hương tư vấn nhé. Địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, mặt đường 62m ở tại khu chân cầu Lộ Cương, thành phố Hải Dương. Em là đằng sau cây xăng dầu 51 thôi các bác ạ, rất là dễ tìm, ở Hải Dương rất là dễ tìm nhé. 11:30 các ngày trong tuần thì em Hương sẽ có buổi báo giá trực tiếp, các bác có thể đến với trang fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em để xem được nhiều mẫu xe và mua xe với giá rẻ chỉ từ 75 triệu. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.